Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất là vui khi gặp lại mọi người trong cái video clip lần này của Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay thì Sang sẽ làm một cái video clip, Sang sẽ chia sẻ cho mọi người một số cái nội dung, một số cái kiến thức để khi mà mọi người lắp đặt một cái phòng karaoke gia đình, mọi người có thể dùng đến. Nội dung sẽ xoay quanh cái vấn đề là treo ti, treo tường, đặt bàn hay là đặt chân đối với lo karaoke. Đối với việc treo ti, treo tường, đặt chân, đặt bàn là một số những cái biện pháp mà có thể nói thì khi mà chúng ta lắp đặt một cái phòng karaoke sử dụng khá là nhiều. Tuy nhiên, làm sao để chọn lựa một cái phương án thích hợp, làm sao để chọn lựa một cái phương án làm cho cái không gian của khách hàng tối ưu nhất có thể, phù hợp đáp ứng cái góc phụ âm thanh, phù hợp giúp cho cái không gian nhà của khách hàng có cái tính thẩm mỹ, đó là một trong những cái tiêu chí, một trong những cái giải pháp mà Thiên Vũ luôn đề ra. Và để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn những cái cách thức chọn lựa phương án như thế nào cho thích hợp thì mình mời tất cả mọi người cùng mình sẽ cùng đi tìm hiểu sâu hơn và chi tiết hơn về cái vấn đề này. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về cái phần treo ti và treo tường. Thì khi nào chúng ta nên treo ti và khi nào chúng ta nên treo tường. Treo ti chúng ta sẽ sử dụng đối với những cái không gian nhà của khách hàng có cái không gian nhà có diện tích không thể nào mà đặt bể lo ở phần phía bên dưới đó. Và treo ti nó sẽ phù hợp những cái không gian nhà mà khách hàng có những cái bức tường khá là mềm, khá là yếu, không thể nào treo tường được. Và treo ti đối với vị trí mà khách hàng ngồi, từ khách hàng ngồi đến tivi khá là xa thì chúng ta sẽ treo ti, giúp cho cái góc phổ âm thanh nó sẽ đều hơn, tốt hơn. Thì bây giờ thì mình sẽ phân tích những cái điểm mặt có lợi của treo ti. Thì đối với những cái bộ dàn karaoke gia đình thì thông thường thì Thiên Vũ sẽ tư vấn cho khách hàng là treo ti nó sẽ tối ưu hơn so với việc treo tường. Treo ti nó sẽ giúp cho lo chúng ta treo trở nên chắc chắn hơn rất là nhiều. Tại sao? Về cái nguyên lý hoạt động của treo ti thì mọi người có thể hiểu được là chúng ta sẽ có một cái cây ti, chúng ta sẽ gắn một cái đầu tắc cây đạn vào, sau đó chúng ta sẽ khoan ở phía trên trần của chúng ta và yêu cầu trần của chúng ta là trần bê tông, bê tông chắc chắn nha mọi người. Khi đó chúng ta sẽ khoan hai lỗ phía trên thẳng lên bê tông, sau đó chúng ta sẽ đóng cây ti có gắn đầu tắc cây đạn lên cái lỗ chúng ta vừa khoan, và chúng ta sẽ dùng những cái tác động vật lý giúp cho tắc cây đạn nở ra bám vào phần trần bê tông. Thì khi đó thì cây ti chúng ta sẽ vô cùng chắc chắn. Phương án này Thiên Vũ đã làm rất là nhiều rồi nên là mọi người có thể yên tâm. Treo những cái cặp lo 2,5 tấc, 3 tấc hoàn toàn là khỏe re, không phải gặp một cái vấn đề hoặc những cái rủi ro như thế nào đó thì hoàn toàn không gặp phải. Thì treo ti nó sẽ giúp cho cái không gian nhà của chúng ta thêm phần thẩm mỹ. Tại sao? Thì với việc khi mà chúng ta đưa ti thẳng trực tiếp lên bê tông thì chúng ta sẽ chừa bỏ một cái khoảng nhỏ thôi, một cái khoảng ti nhỏ để chúng ta đủ bắt bát treo lo lên. Như vậy thì cái phần bát treo ti nó sẽ sát trần và nó sẽ được che bởi cặp lo chúng ta. Thì khi đó thì nó hoàn toàn, nó có thể tạo nên cái sự thẩm mỹ mà không phải lồi cái bát to quá, cái bát nó thô quá so với việc chúng ta treo tường. Như mọi người đã biết rồi thì treo tường thì thông thường thì chúng ta sẽ đưa cái bát nó ra khá là to để nó đủ cái lực để nó chịu được những cái cặp lo 2,5 tấc, 3 tấc. Thì như mọi người đã biết thì khi mà chúng ta sử dụng treo tường thì chúng ta đối với những cái dòng lo 2,5 tấc, 3 tấc thì chúng ta phải sử dụng một cái bát đủ to, đủ lực để chúng ta có thể giữ được lo chúng ta chắc chắn hơn. Thì khi đó thì vô tình cái bát này nó sẽ làm mất đi cái cân đối của căn nhà chúng ta, nó làm cho cái việc treo lo nó sẽ thô hơn, nhìn nó mất thẩm mỹ hơn. Thì Thiên Vũ cũng gặp nhiều tình trạng mà bát treo nó làm mất đi cái tính thẩm mỹ, phá đi hoàn toàn cái tính sang trọng của căn nhà của khách hàng, và Thiên Vũ đã fit lại cho khách hàng một cách tối ưu nhất có thể, giúp cho căn nhà trở nên tốt hơn, nhìn nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì với việc treo ti thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng chúng ta sẽ giấu dây ở trên trần, chỉ chừa một cái khoảng nhỏ đủ để gắn vào lo thì khi đó lo sẽ che luôn cái phần dây, thì nó sẽ tạo tính thẩm mỹ cho việc lắp đặt. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ nói về cái phần treo tường. Thì khi nào chúng ta nên treo tường? Thì treo tường chỉ diễn ra khi mà không gian nhà chúng ta không có thể nào treo ti, trần chúng ta là trần giả, và cái phần phía dưới, phần diện tích phía dưới chúng ta không có đủ để đặt lo, chiếm quá nhiều diện tích đó, thì khi đó khách hàng yêu cầu chúng ta treo tường thì Thiên Vũ mới treo tường thôi. Ngoài ra thì có thể là Thiên Vũ sẽ tư vấn cho khách hàng những cái cặp lo có kích thước tương đối nhỏ, có những cái bát tích hợp đi kèm, nó sẽ có cái thiết kế thẩm mỹ cao, giúp cho nhà chúng ta sẽ thêm phần mềm mại hơn. Thì ví dụ như là những cái dòng mà Thiên Vũ hay chào cho khách hàng đối với những cái nhà chung cư, những cái nhà nhỏ mà không thể nào mà khoan lên chung cư như người ta được, thì mình có thể sử dụng treo tường, thì đó chính là dòng có 8 hoặc là cái dòng mà sắt MF3. Thì đó là những cái dòng lo nhỏ gọn chúng ta có thể treo tường. Thì treo tường nó có ưu điểm đó chính là gì? Thì nó cũng như là phần treo ti, nó sẽ tạo được cái góc phổ âm thanh nó tốt hơn, có thể giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều cái diện tích sử dụng. Thì đó là cái ưu điểm của phần treo tường. Nhược điểm của phần treo tường này nó cũng có khá là nhiều cái nhược điểm. Đó chính là bắt buộc tường chúng ta phải cứng, và chúng ta bắt buộc phải chịu được cái phần dây lồi ra. Nó sẽ không được tối ưu nhất về cái phần tính thẩm mỹ khi mà dây nó sẽ có thể lồi ra một xíu. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình vừa phân tích cho mọi người việc treo ti và treo tường, những cái ưu và nhược điểm của nó. Thì tiếp đến thì mình sẽ phân tích tiếp tục đối với việc chúng ta đặt để trên các kệ tủ, trên các kệ nhà chúng ta, và việc chúng ta đặt trên chân lo nó sẽ có những cái điểm gì khác biệt và khi nào chúng ta nên sử dụng cái phương án. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về việc chúng ta đặt trên các kệ tủ nhà chúng ta, trên bàn, trên kệ. Thì đối với việc chúng ta đặt trên bàn, trên kệ, nó sẽ có một số ưu và nhược điểm nhất định. Thứ nhất thì đối với nhiều khách hàng thì khách hàng sẽ không muốn treo trên tường hoặc là treo trên trần nhà, nhìn nó sẽ rất là thô, thì người ta sẽ yêu cầu áp dụng là đặt bàn, trên kệ, trên tủ. Và cái việc đặt trên kệ, trên tủ nó cũng sẽ rất là đơn giản đó, và nó tạo nên cái sự sang trọng của nhà chúng ta. Nó sẽ show được cái thiết kế lo tốt hơn so với việc chúng ta treo. Thì đối với một số dòng lo mà Thiên Vũ thường đặt bàn cho khách hàng, như là những bộ dàn karaoke DM8S, những cái cặp lo Seabird, thì đây là những cái sản phẩm đặt bàn khá là tốt, và nó show được cái thiết kế, show được cái tính thẩm mỹ cao trong cái không gian nhà của chúng ta. Và đặc biệt hơn thì với việc chúng ta đặt bàn như vậy thì nó cũng sẽ tạo nên cái sự an tâm khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm. Thì rõ ràng mọi người, nếu mà chúng ta treo một cái vật phẩm nào đó mà nó có cái trọng lượng khá là lớn trên cái không gian nhà chúng ta, thì họ sử dụng họ sẽ cảm giác khá là bất an đó. Cái điều đó nó tạo nên cái tâm lý không thoải mái cho khách hàng khi mà sử dụng. Thì việc đặt bàn nó sẽ giúp cho khách hàng an tâm hơn. Ngoài ra thì việc đặt bàn nó còn liên quan đến cái góc phủ âm thanh. Thì đối với những khách hàng có cái vị trí ngồi nó không quá 4m so với cái vị trí của TV, thì đặt lo nó sẽ giúp cho âm thanh đến tai chúng ta đều hơn, rõ hơn, nghe nó sẽ phù hợp hơn, hay hơn. Có ưu thì cũng có nhược. Thì nhược điểm của cái việc đặt lo này nó chính là việc chúng ta bắt buộc phải có một cái kệ tương đối phù hợp đối với cái kích thước, cái chiều sâu của cái lo. Kệ chúng ta không thể mỏng quá, không thể nhẹ quá. Kệ chúng ta bắt buộc phải cứng, phải chắc, và kệ chúng ta phải chịu được lực tốt. Cái chi phí mà để thiết kế một cái kệ phù hợp với cặp lo của chúng ta cũng khá là cao. Thì đó chính là phần nhược điểm của cái vấn đề đặt lo. Ok, thì tiếp đến thì mình sẽ phân tích về vấn đề là khi nào chúng ta nên đặt cái chân lo. Thì đối với việc đặt chân lo thì khách hàng của Thiên Vũ cũng lựa chọn cũng khá là nhiều. Tại vì sao? Tại vì nó đơn giản, nó gọn, nó tiện lợi. Chúng ta có thể di dời lo khi mà chúng ta muốn dọn dẹp nhà cửa, nó cũng rất là dễ dàng. Và đặt chân lo nó cũng có thể linh động hơn. Nó có thể là chọn được nhiều cái chiều cao của chân, thì cái size, cái kích thước của cái chân thì nó sẽ phù hợp với nhiều cái không gian nhà khách hàng. Và cái chân lo nó cũng tương đối là rẻ thôi, nó cũng không mắc quá so với như cái kệ. Thì chân lo của Thiên Vũ bán ra thì thường sẽ làm bằng gỗ. Thì cái chất liệu gỗ này là gỗ đặc nên là nó cũng khá là cứng cáp, nó sẽ khá là phù hợp với nhiều cái không gian, nhiều cái nội thất nhà của khách hàng. Từ đó thì nó cũng sẽ góp phần tạo nên cái tính thẩm mỹ cho cái bộ dàn karaoke chúng ta thêm phần gọn gàng, tiện lợi. Thì rõ ràng thì với việc lắp đặt cái chân lo thì nó cũng sẽ không có phải là chiếm quá nhiều cái thời gian, và đặt chân lo nó cũng không cần phải là chúng ta phải đo đạc Chúng ta phải làm sao để cho nó vừa đặt lòng với cái kệ nhà chúng ta, nó sẽ không tác động nhiều đối với nội thất nhà chúng ta. Nó cũng là một cái biện pháp, giải pháp mà chúng ta nên tham khảo. Có lợi thì cũng có hại. Thì việc đặt chân lo nó gọn, nó tiện thiệt, nó dễ dàng thiệt, nó có thể đáp ứng được cái góc phụ chúng ta thiệt. Tuy nhiên thì đối với việc đặt chân lo thì nó sẽ rất là nguy hiểm đối với nhà chúng ta có nhiều trẻ con. Đó, trẻ con có thể chạy giỡn và phải lo thì nó sẽ gây tổn hại cả người lẫn của. Thì đây cũng là một cái vấn đề mọi người nên lưu ý khi mà sử dụng, chọn lựa cái việc đặt chân lo như thế này. Đó là một số cái vấn đề mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì là một cái video ngắn thôi, nó sẽ không có quá nhiều cái thông tin. Thì tuy nhiên thì mình mong muốn những thông tin ngắn này nó sẽ giúp ích cho mọi người trong cái việc thiết kế, lắp đặt cũng như trong cái việc chọn lựa những cái phương án thích hợp cho không gian nhà của chúng ta. Đó, thì video của mình đến đây là kết thúc. Thì nếu mà mọi người cảm thấy hay, hãy bấm like, subscribe giúp kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.